嘴角，两条皮筋绳索垂直于地面。俺俩拍他来绑了呢，得呢。用抻头这个尖对准目标，就这样。Cách bắn thì nói chung ở trên mạng rất là nhiều người hướng dẫn rồi. Nên là có nhiều anh em mua hàng bên mình kêu làm clip mà về vẫn bắn không được là do luyện tập chưa có tới thôi anh em ha. Đó, anh em thấy không? À, nó đang chỉ cách bắn. Dùng chân đầu, cái chân, đối chuẩn mục tiêu. Như thế nào? Phản phu luyện tập. Như thế mà đơn giản. Xong đi một cái bình tĩnh, xem xem. 5分钟瓶子